đặc biệt là chào những bạn đang học môn trang trí màu. Mình đang quay trở lại rồi đây. Nhiều ngày nay thì mình lại liên tục nhận được những câu hỏi như là làm thế nào để bài trí phân chia bố cục cho môn, cho bài vẽ của môn trang trí màu sao cho đẹp. Thì mình nghĩ là cái câu hỏi này nó có lẽ là liên quan một chút chút đến cái sở trường của mình, và mình cảm thấy rất là thú vị với những câu hỏi đó. Và có lẽ là bây giờ cũng có một số bạn đang khi mà nghe tới cái phần này thì cảm thấy mình cũng đang có cái thắc mắc tương tự, phải không nào? Ngày hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn phân chia bố cục trên các dạng hình trang trí cơ bản thường gặp nhất. Và còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng bắt tay nào. Chúng ta sẽ cùng điểm sơ qua các dạng hình cơ bản thường gặp nhất. Thứ nhất là hình vuông. Mình sẽ vẽ hình vuông nhỏ mô phỏng đây thôi. Cái hình mà triển khai từ hình vuông ra đó là hình chữ nhật. Theo cái kinh nghiệm của mình ấy, thì đa số các bạn gặp vấn đề rắc rối thường là ở hình chữ nhật hơn là đối với hình vuông. Cái hình thứ ba là hình tam giác. Đây là hình tam giác đều nha các bạn. Hình thứ tư là hình tròn. Hình thứ năm là hình ngũ giác. Hình thứ sáu là hình lục giác. Chữ nhật, hình tam giác, hình tròn, ngũ giác và lục giác. Hình thứ hai mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó là hình chữ nhật. Như ban đầu mình có nói, hình chữ nhật là hình triển khai từ hình vuông. Nó chỉ khác là nó kéo dài ra hai bên. Thành ra các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cái phương pháp đối xứng của hình vuông qua hình chữ nhật. Trên đây mình vẽ ra đây luôn. Mình có hình chữ nhật đây. Đấy. Thì cái phương án mà mình dùng cái bố cục đối xứng mà đưa vào chữ nhật á, thì mình không vẽ nữa. Các bạn chỉ cần lấy đúng cái cách chia như thế này áp vào hình chữ nhật thôi. Cái phương án thứ hai đó là bố cục tự do. Thì các bạn cũng tương tự, hoàn toàn có thể áp dụng vào cái bố cục của hình chữ nhật được. Cũng có thể chia ba dọc và ba ngang, các bạn tìm bốn điểm vàng, chọn một trong bốn điểm vàng đó làm họa tiết chính, và những cái phần phụ còn lại thì các bạn né né cái điểm vàng đó ra. Cái thứ ba là cái mà mình muốn giới thiệu với các bạn, cái này là mình hay được hỏi này, đó là bố cục hàng lối. Cái bố cục hàng lối này, hàng lối có nghĩa là hàng lối, có hàng và có lối. Nó là dạng bố cục mà nó triển khai từ cái dạng mà đăng đối qua điểm, và là dạng mà nó triển khai từ cái bố cục đường dìm. Trước mắt ha, các bạn hãy chia các trục trên cái hình chữ nhật ra để dễ hơn. Hãy chia trục dọc và trục ngang trước, sau đó các bạn chia những cái phần còn lại. Cái khoảng cách này nè, to hay nhỏ như thế nào đấy thì tùy thuộc vào cái độ to nhỏ của họa tiết mà bạn muốn đưa vào. Nếu họa tiết của bạn nhỏ thì đương nhiên các bạn có thể chia nhỏ. Nếu họa tiết của các bạn hơi to thì bạn phải chia khoảng cách to lên để khi mà đưa vào thì nó không bị chật chội. Có một lưu ý cho các bạn, thì cái dạng bố cục hàng lối này
cái tên thường gọi hay là cái tên mà những cái người ta đi trước người ta hay vẽ, người ta hay gọi là vải hoa đó các bạn. Cái tính chất của nó là mở rộng ra bốn hướng, có nghĩa là họa tiết trong này nó sẽ bị cắt mắt, các mắt ở phần phần dưới, phần trên, phần trái và phần phải. Nó không giống như là cái bố cục đối xứng này, bố cục gói gọn trong khung hình thì cái này nó bị mở rộng ra, bị cắt đi. Thì cũng mình có hàng rồi nè, đó, mình chia ra nối nghĩa là sao, các bạn có thể dùng, mình có một họa tiết dòng thì mình đưa vào đây. Mà đưa như thế nào thì các bạn thấy, nếu các bạn muốn đặt theo hướng dọc thì các bạn chỉ cần dựa vào hướng dọc này, các bạn đặt vào theo hàng là được. Nếu hướng muốn hướng ngang thì dựa vào các hướng ngang này, các bạn đặt họa tiết vào là được. Nếu muốn hướng xéo thì có hai cái, đó là xéo như thế này, nghiêng về bên trái. Các bạn kéo theo các cái điểm chấm này nè, điểm giao nhau này thì tạo ra các đường xéo nè. Đấy. Nếu muốn xéo ngang thì các bạn đặt họa tiết vào đây. Còn nếu muốn xéo mà từ nghiêng về phía bên phải thì cũng tương tự, các bạn lật ngược lại, các bạn vẽ theo các điểm á, tạo thành các đường thẳng hàng đó. Là các bạn có thể đặt họa tiết vào. Có một điểm lưu ý với các bạn, đó là các bạn hãy ứng dụng quy tắc lấy và bỏ. Có nghĩa là nếu vị trí này các bạn lấy để đặt họa tiết thì ngay bên cạnh vị trí này các bạn bỏ đi, tiếp tục lặp lại họa tiết, bỏ và lặp lại họa tiết. Luôn luôn đảm bảo là cái họa tiết của bạn phải bị cắt ở những phần bên ngoài, trái phải và trên dưới là ổn rồi. Xong, đây là cái quy tắc mà mình bố cục cho cái hình chữ nhật. Thì các bạn, mình sẽ điểm lại, đó là các bạn có thể ứng dụng quy tắc đối xứng, quy tắc tự do, bố cục tự do hoặc là theo bố cục hàng lối, tất cả đều được. Đối với hình tam giác, nếu mà các bạn muốn trang trí theo kiểu tự do thì nó rất là khó. Thì bản thân cái hình này nó đều góc này, ba góc này, và nó có phần cắt xấy như thế này thì các bạn làm kiểu tự do khó và không đẹp. Chúng ta thấy bố cục theo kiểu đối xứng ba, nghĩa là đối xứng ba họa tiết. Các bạn dựa vào dáng này nó có ba góc. Đầu tiên nối từ góc xuống cạnh đáy, đường góc các bạn cứ nối y chang như vậy. Thì ngay lúc này mình có ba phần này, bạn để ý nè, mỗi phần như thế này sẽ là khu chứa một họa tiết. Các bạn chia thêm thì cái khu này chính là cái khu trung tâm mà nhiệm vụ nó là sẽ kết nối phần họa tiết vào trong trọng tâm. Đoạn ngoài này các bạn hãy chia đôi ra, đoạn trong mình cũng chia đôi, kéo dài ra, kéo dài ra. Cái hình mà mình mới vẽ đây chính là cái không gian mà các bạn sẽ đặt họa tiết vào. Mình đây là cái không gian mà cái khoảng mà đẹp nhất để các bạn có thể đặt họa tiết vào bài. Nó không gây cảm giác họa tiết quá to, cảm giác ứ động hay là quá nhỏ. Đảm bảo được là họa tiết nó đi vào trong trọng tâm và cũng không bị ra ngoài góc. Tất nhiên cái phần góc này các bạn sẽ đặt họa tiết phụ ba góc vào đây. Nó tương tự như là phần trang trí hình vuông thôi, chẳng qua cái này nó có ba góc. Nhiệm vụ của này cũng chính là kết thúc cái chu vi khung hình. Tất nhiên cái phần này, ba cạnh nhỏ này sẽ là cái phần chứa họa tiết phụ. Cái này mình áp dụng quy tắc xen kẽ, chính phụ xen kẽ.
cách mà mình sẽ bố cục một bài trang trí có hình chữ nhật. Xin lỗi các bạn, một bài trang trí có hình tam giác đều thì mình sẽ ứng dụng quy tắc đối xứng ba họa tiết nha các bạn.